và ngủ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và thay mặt đại tử chúng con trong room, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật cái qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật cái qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyami buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyami dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Duttiyami sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyami buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyami dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Duttiyami sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba.
Thì Saranagahanang Paripunnang, phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phần Tê Dạ Sinh Dân. Ba Na Ti Ba Ta Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Ya Mi. Con xin lân dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina Da Na Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Ya Mi. Con xin lân dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Ya Mi. Con xin lân dự điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu Sa Wa Da Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Ya Mi. Con xin lân dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Su Ra Me Ra Ya Ma Chấp Ba Ma Da Tha Na Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Ya Mi. Con xin vân dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Pa Na Ti Pa Ta Vê Ra Ma Ni Sê Kha Ba Đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramera Yamachapa Madhyathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani Vanja Sikha Badane Sathukan Katwa Apmamadena Nichaka Lăng Sâm Arakitapang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, với vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên như vui. A Ma Phần Tê Dạ Sinh Vân. Si Lê Na Su Ga Tân Nhân Tý Si Lê Na Phô Va Sa Ma Đa Si Lê Na Nịp Bồ Tân Nhân Tý Ta Sa Ma Si Lăng Vị Xôn Hạ Dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có nhớ. Sa thu sa thu. Và ông thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và kính tri ân thượng tọa. Dạ, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân đọc lễ kệ thịnh Pháp Sư. Thở Phật mới đạt thành quả vị, có sa hàm ba ti phạm thiên, cả trong thế giới các miền, thanh cao quán chúng cần chuyên đao màu. Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tê thế độ nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần, tối mê điên đảo không phân hội tình. Cầu Phật tổ cao minh ái trước, hiện quay lưng tỉnh thức giác diệu. Hoằng khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên.
Thế Tôn được mãn viên đạo quy, con hết lòng hoan hỷ tán vương. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặt lạc đường làm tinh. Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, không thông đâu chân thật giả tà. Vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. Xin mở lượng cao dài răng dài, chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu. Giải thoát những nguồn sầu câu thúc, diệt tham lam ấy dục bao vòng. Tôi tâm sẽ được sang trong, phát sanh trí tuệ hiểu thông tin tường. Thông thấu lẽ vô thường rắn giỏi, ba tưởng trong ba cõi mong manh. Vô minh duyên của các hành cõi dân, càng dẫn dắt chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma vây nắm chuyển di. Vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thuyền bát nhã rải đi vớt người. Đưa qua chốn tốt tươi yên tình, bờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp cõi các loài hân hoan. Pháp tuy trong khải hoàng rầm rộ, lục vi như đại cổ hoàng dương. Kinh như dây buộc trên rường, luận như mặt trống quẹt đường vô minh. Tư diệu đê hình dùi trong, giống khua tan giấc mộng trần gian. Chung sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Mặt trời mọc là đặng nhờ ánh sáng, trổ qua lành rải khắp mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn hoảng, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được niêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rươi khắp thế gian, bở nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, còn một phút nữa mới đúng 7 giờ. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn cho chúng con ôn tập cuối tuần. Dạ, con thấy tín hiệu của sư. Dạ, con kính dâng mít đến Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? It's 7 o'clock. Dạ, cảm ơn cô Lạc Lê. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng quý vị có mặt ở Diễn đàn Pháp Quốc Kinh ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 28 tháng 11. Diễn đàn Pháp Quốc Kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần. Ôn tập cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập phẩm Pala Quán Cá Phẩm Ngu, những câu kệ ngôn của Phẩm Ngu, câu số 72, 73, 74 và 75. Chúng ta có 4 câu kệ ngôn tất cả. Dạ, chúng ta có câu 4 câu kệ ngôn tất cả để ôn tập trong ngày hôm nay. Dạ vâng,
Chúa Châu Phan. Để đi vào buổi học ôn tập cuối tuần thì chúng con cũng xin kính chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ bái tam bảo. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeni Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập 4 câu kệ ngôn cuối cùng của phẩm phẩm Ngu Palawaka. Câu kệ ngôn số 72, 73, 74 và 75. Tuy rằng chúng ta có 4 câu kệ ngôn, nhưng chúng ta chỉ có 3 cái sự tích truyện. Chúng ta chỉ có 3 cái duyên sự tích truyện mà thôi. Tích truyện thứ nhất liên quan đến câu kệ ngôn số 72, đó là tích truyện liên quan đến một ngạ quỷ, một ngạ quỷ Satthikuta Perawathu. Một cái tích truyện thứ hai đó là tích truyện liên quan đến một vị tỳ kheo tên là Suthamma. Suthamma Therawathu. Tích truyện này thì liên hệ đến hai câu kệ ngôn số 73 và câu số 74. Kế tiếp đó là tích truyện duyên sự liên quan đến vị Sayyi Tissa. Vanaswasi Tissa Therawathu. Liên quan đến câu kệ ngôn số 75. Thì như vậy thì chúng ta có là 4 câu kệ ngôn, nhưng mà chỉ có 3 cái duyên sự mà thôi. Và đó là cái nội dung ôn tập ngày hôm nay trên diễn đàn Phong Cú Kinh. Dạ, cảm ơn quý vị. Tình đàn nhận thấy rằng hôm nay chúng ta cũng không có được nhiều người tham gia, với lại nhiều người có thể cầm mic để ôn tập đó. Thì sau cái bước đầu tiên là sẽ ôn tập tập thể, Đạt sẽ ôn tập lại một lượt 4 câu kệ ngôn này. Thì mời quý vị chúng ta sẽ cầm mic để mà ôn tập, đọc lại những câu kệ ngôn và duyên sự tóm tắt. Nếu như là còn thời gian, quý vị còn muốn đọc là thêm những câu kệ ngôn khác thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục nha. Và bởi vì hôm nay thì chắc chắn rằng vì ít có nhiều vị ở trong diễn đàn sẽ cầm mic á, thì có thể là một vị chúng ta sẽ thể hai lần hoặc là ba lần để chúng ta ôn bài. Và quý vị hoan hỷ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập. Xin mời quý vị chúng ta cùng mở ra những câu kinh 72, 73, 74 và 75. Và có mà vị nào cô Rạng Đông quan nghĩ boss bài lên cho tất cả quý vị chúng ta cùng nhau đọc, cùng nhau theo dõi. Và câu đầu tiên, câu kệ ngôn pháp cú số 72 phẩm. Yāvā devā anathāya yattaṃ bālasā jāyati hanti bālasā sukhaṃ saṃ muttamassā vipātayaṃ. Yāvā devā anathāya yattaṃ bālasā jāyati
Hận đi ba la sa su căng san mô tha ma sa vi ba ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Câu số 73. Asatangphana Asatangphavana Michaya Purakharanja Bhikkhusu Avasesu Cha Issariyan Bhuja Barakulesu Cha Asatangphavana Michaya Burakharanja Bhikkhusu Avasesu Cha Issariyan Bhuja Barakulesu Cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Câu kệ ngôn số 74. Ma me wa kata manyantu Ghi papa chita upo Ma me wa ti wa sa asu Kicca kicce su kismi cha kismi chi Iti balasa sankapo Icca mano cha watati Ma me wa kata manyantu Ghi papa chita upo Ma me wa ti wa sa asu Kicca kicce su kisami chi Iti balasa sankapo Icca mano cha watati. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Câu kệ ngôn số 75. Anya hi la phu pa ni sa Anya ni pa na ga mi ni Ewa me tang a pinya ya Bhikkhu putha sa sa wa ko Sakkarang na pi nan day ya Vi ve ka ma nu pro ha ye Anya hi ba Anya hi la phu pa ni sa Anya ni pa na mi ni Ewa me tang a pinya ya Bhikkhu putha sa sa wa ko Sakarang na pi nan day ya Vi ve ka ma nu pro ha ye Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Nam mô Bụt-tha-ya. Nam mô Bụt-tha-ya. Đó là phần ôn tập tập thể. Chúng ta cùng ôn lại một lượt 4 câu kệ ngôn pháp cú 72, 73, 74 và 75. Kính lễ Đại Đức Tuệ Đức.
Và sau phần ôn tập tập thể thì đến phần ôn tập cá nhân. Tình đề xin mời quý vị chúng ta chọn cho mình một câu kệ ngôn pháp cú. Sau đó chúng ta sẽ đọc và kệ câu kệ ngôn pháp cú đó kèm với phần duyên sự tóm tắt. Sẽ cô Rạng Đông sẽ quan hỷ post duyên sự tóm tắt với câu tương ứng. Các vị sẽ đọc lại câu kệ ngôn pháp cú và cái duyên sự tóm tắt. Và bây giờ thì xin mời các quý vị, quý vị nào xung phong cho cái buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay ạ. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, kính mời cô. Dạ alo, quý vị còn nghe được âm thanh của Tình Đạt không ạ? Dạ kính mời vị nào chúng ta bắt đầu. Đại Đức Tự Đức ơi, Đại Đức Tự Đức có trước máy không? Thỉnh Đại Đức Tự Đức cùng ôn tập với lại quý Phật tử nha. Quý vị Đại Đức Tự Đức cùng tất cả chúng ta sẽ ôn tập lại bốn câu kệ ngôn pháp cú này cùng với cái duyên sự tóm tắt. Chắc Đại Đức Tự Đức không có trước máy rồi. Dạ mời cô Cẩm Vân trở lại nha. Dạ kính mời cô. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Thầm Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 75. Anh nhà hí la bồ bá ni sa anh nhá niết bà ná gà mí ni ê ê quá mê tăng á bình nhà giá biết khổ bút tháp xá xa quá cô sắc ca rằng nà bí nàn đầy giá quý quê cá má nú rù há dê anh nhà hí là bù phá ní xa anh nhá nít bà ná gà mí ni ê quá mê tăng áp bình nhà giá bít khú bút tháp xá xa quá cô sắc ca răng nà bí nàn đá nàn đầy giá quý quê cá má nú rù há dê khác thai duyên thế lợi khác thai đường niết bàn tỷ theo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri chớ ưa thích cung kính hãy tu hạnh viễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vị sa di tiết xá xuất thân từ một gia đình khả kính được thiện tính tới tấp dân lễ vật cúng dường. Phước báo thù thắng của vị sa di nhiều đến đổi mọi người đặt biệt danh là Tiết Xá Thí Thực, Bình Đá Phá, Tá Đá Giá Cá, Tiết Xá và Tiết Xá Thí Y, Căm Phá Đá, Đá Giá Cá, Tiết Xá. Nhưng ông chẳng màng từ chối tất cả, chấp nhận đời sống đơn độc và nghèo nàn ở chốn rừng sâu. Một ngày tươi sáng nọ, vị sa di thành đạt đạo quả A-la-hán. Các vị tỳ khưu hết lời tán dương phẩm hạnh
gương mẫu của Ngài và đặt thêm một mỹ danh khác là Tiết Xá Chú Lâm, Quá Ná Hoa Si Tiết Xá. Nghe câu chuyện Đức Phật mô tả hai con đường khác nhau dẫn đến lợi lộc và một đến Niết Bàn. Dạ, Cẩm Vân đã đọc bài xong và mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ, em kính cảm ơn chị Cẩm Vân ạ. Dạ, con xin chọn câu 74. Dạ. Alo. Dạ chưa thấy câu 74 của chị cũng chị Đặng Đông ạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ 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 thấy rồi chị. Kính cảm ơn chị dạ. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ con kính lễ lễ lại Đức Tịnh Đạt. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 74 ạ. Ma mê quá cách ta cách ta mà nhà tu ghi hì bát ba chí ta u bồ ma mê quà ti quá cha ách su kích cha kích chê su kích mi chì ý tì bà là bà lát xà sành cấp bồ ít trà mà nổ chất cho quách tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sao không thấy tiếp chị à? Alo. Dạ alo không. Dạ. Một duyên sự nói về vị tăng sĩ Xuất Thamma là trụ trì của khu già lâm Ambanakawana do ông thánh cư sĩ Kít Tá Văn Cúng. Vị tăng sĩ này vì lòng ganh tị với vị khách vốn là đại đệ tử của Đức Phật từ xa đến viếng, vị này được nhiều thiện trí kính mộ. Thầy lăng mạ ông cư sĩ và cố tình gây khó dễ cho ông trong cái việc hộ độ các cái vị khách tăng. Khi Đức Phật biết sự việc trên đã khuyên thầy nên sám hối, không nên ích kỷ và có nhiều tham vọng. Không nên chấp cái điều gì là ta và của ta. Vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên. Dạ hết. Dạ kính mời chị Trần Đạo. Dạ em ơi Bích Tha Giá, em ơi Thâm Ma Giá, em ơi Sa Tha Giá. Con kính đảnh lễ thiền tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tự Đức thiền chư tôn đức tăng. Kính lễ với thầy với cô cho nổi kính chào với anh chị trên đại tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 75 ạ. Anh nhá hí la bồ phá ní xà anh nhá nhíp bà ná và ní ní ê quá mê tăng áp điên nhà giá đức khu đức tháp xa xa quá cổ
sắc ca răng na bí nhân đầy giá vì vế cá má mu hù hai về khát thai duyên thế lợi khát thai đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng trí chớ ưa thích cung kính hãy tu hạnh diễn ly. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vị sa di trích xá xuất thân từ một gia đình hạ kính, được thiện tính tới tấp dân lễ vật cúng dường. Phước báo thù thắng của vị sa di nhiều đến nỗi mọi người đặc biệt danh là Tích Xá Thí Thực, Đinh Đá Bá Tá, Đà Giá Cá Tích Xá và Tích Xá Thí Y, Cầm Bá Lá Đà Giá Cá Tích Xá. Nhưng ông chẳng màng, từ chối tất cả, chấp nhận đời sống đơn độc và nghèo nàn ở chốn vùng sông. Một ngày tươi sáng nọ, vị sa di thành đạt đạo quả A-la-hán. Các vị tỳ khô hết lời tán dương phẩm hạnh gương mẫu của ngài và đặt thêm một mỹ danh khác là Tích Xá Cú Lâm Quá Ná Hòa Xì Tích Xá. Nghe câu chuyện Đức Phật mô tả hai con đường khác nhau, một dẫn đến lợi lộc và một đến niết bàn. Và cảm ơn chị Đăng Đông đã post bài ạ. Xin mời bàn tay với chị Đăng Đông. Sa thú chị Trăng Đạo, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tinh Đà, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng, con xin chọn câu số 72. Kính mời sis Sài Gòn mưa nắng post bà. Dạ, cảm ơn sis. Dạ, quá đề quá á ná thà giá nhá tầng bà lát xa trà giá tí hằng tí bà lát xa xúc cằn sằng mút thá má sáo quý bà tá dần. Và quá đề quá á ná thà giá nhá tầng bà lát xá trà giá tí hằng tí bà lát xá xúc cằn sằng mút thá má sáo quý bà tá dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, giận mai bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, giận mai bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sử của câu số 72. Tại quê Lú Quá Ná, một lần nọ, Đức Phật đã nhắc đến một ngạ quỷ có hình dạng bị những chiếc búa liên tục đập lên đầu. Nguyên nhân trong quá khứ của ngạ quỷ ấy là một người học trò vì ham danh lợi mà theo học nghề thiện xạ, bắn những viên sỏi nhưng sử dụng sai lạc tài nghệ của mình, bắn hòn đá trúng một vị Phật độc giác, chết ngay tại chỗ. Do nghiệp bất thiện ấy, anh tái sanh làm ngạ quỷ phải chịu khổ đau trong thời gian dài. Nhắc đến tài nghệ trong quá khứ của anh, Đức Phật ghi nhận rằng phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của tiền, quyền chức thì họ tự làm sụp đổ, tự hại lấy bản thân như thế. Dạ thưa bài, duyên sự đã hết. Kính cảm ơn sĩ Sài Gòn mưa nắng đã post bài. Kính mời không biết đại đức Tuệ Đức có trở lại chưa. Dạ vậy kính mời cô Cẩm Vân nha.
Dạ, hồi nãy sư dặn rồi, siết răng đông á, là ưu tiên được đọc 4 lần, cẩm văn thì cũng được ưu tiên đọc 2 lần, tất cả Phật tử đọc nhiều lần, xong rồi mới thỉnh Đại Đức. Dạ, con xin đọc bài câu số 74. Má mê quá cá tá manh, má mê quá cá tá manh nhã, manh danh tú ghi ghi hi bát phá chí tà ú bồ, má mê quá tí quá xa ách xú kít cha kít chê xú kít mí chi ý tí bà lát xá sang cáp bồ ít cha mano chá quát thá tí. Má mê quá cá tá mình nhù mình nhành tú ghi hi phát bá chí tà ú bồ, má mê quá tí quá xa áp xú kít cha kít chê xú ký kít mí chí ý tí bà lát xá sang cáp bồ ít cha mà nô chá quá thá tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một viên sự nói về vị tăng sĩ Suốt Thăm Má là tụ trì của khu Già Lam Âm Ba Ná Cá Quá Ná do ông thánh cư sĩ Chiết Tá dân cúng. Vị tăng sĩ này vì lòng ganh tị với vị khách vốn là đại đệ tử của Đức Phật từ xa đến viếng, vì vị này được nhiều thiện tính kính mộ, thầy lăng mạ ông cư sĩ và cố tình gây khó dễ cho ông trong việc hộ độ các vị khách tăng. Khi Đức Phật biết việc sự việc như trên đã khuyên thầy nên sám hối, không nên ích kỷ và có nhiều tham vọng, không nên chấp điều gì là ta và của ta. Làm như thế thì các thứ phiền não nhất là tật đố và ngã mạn tự nhiên tăng trưởng thêm lên hết. Dạ, mến mời bàn tay của chị Đặt Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ, con cũng thấy ít vị lên đọc quá, mà lúc nãy thì con nghe Đại Đức cũng nói như vậy thì con cũng lên đọc lại cây câu số 72 nữa. Dạ, dạ Nam Mô Bức Tha nhé. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 72 nhé. Tại Vê Lú Quá Ná, một lần nọ Đức Phật đã nhắc đến một cái ngạ quỷ có hình dạng bị những chiếc búa liên tục đập lên đầu. Khổ quá, sorry con, sorry. Con chưa đọc cái ấy ta, sorry. Ya wa de wa anat nat tha ya nhat tang ba lat sa ya yati hanti ba lat sa sukham sam sang mut thamma savi ba ta yang từ nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại Vê Lú Vá Ná, một lần nọ Đức Phật đã nhắc đến một cái ngạ quỷ có hình dạng bị những chiếc búa liên tục đập lên đầu. Nguyên nhân trong cái quá khứ của ngạ quỷ ấy là một người học trò vì ham danh lợi
mà theo học nghề thiện xả, bắn những cái viên sỏi, những cái sử dụng sai lạc tài nghệ của mình. Bắn hồn đá trúng một cái vị Phật độc giác, chết ngay tại chỗ. Do cái nghiệp bất thiện ấy, anh tái sanh làm ngạ quỷ, phải chịu khổ đau trong một thời gian dài. Nhắc đến tài nghệ trong quá khứ của anh, Đức Phật đã ghi nhận rằng phàm là ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của tiền quyền chức thì họ tự làm sụp đổ, tự hại lấy bản thân như thế và hết. Dạ, con xin đọc câu 73 nữa. Thì chị Đằng Đông hoan hỷ cho xin mình bài câu 73. Là vì thấy ít vị để đọc quá nên con xin đọc thêm câu 73. Dạ. Asang tang pha qua na mít chày giá bú rít khà rằng chắp bít cú sú à hòa xê xúc chá ít xa di dần phù chà phát giá cú lê sú chá ư danh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tỉnh á muốn mọi người lễ kính. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một duyên sự nói về vị tăng sĩ Sút Thá Má là một trụ trì của khu già Lam Ampa Nát Khá Quát Ná do ông thánh cư sĩ Xích Tá Dân Cúng. Vị tăng sĩ này vì cái lòng ganh tị với vị khách vốn là đại đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật từ xa đến viếng, vì vậy này được nhiều thiện tín kính mộ. Thầy lăng mạ ông cư sĩ và cố tình gây khó dễ cho ông trong cái việc hộ độ các vị khách tăng. Khi Đức Phật biết cái sự việc trên đã khuyên thầy nên sám hối, không nên ích kỷ và có nhiều cái tham vọng, không nên chấp điều gì là ta và của ta. Vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên. Dạ, kính mời kính cảm ơn chị. Ma mê quá ca ta ma nhá tu hi pa pa chi ta u po ma mê quá tí hòa xà ác xú kích chà kích chề xú kích mi chí ê tí bà lát xá sành cát cắp bồ ý chà mà nồ chá quá tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong có mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu như vậy dục và mạng tăng trưởng, và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, câu 74. Dạ. Một kiểu nói về một vị tăng sĩ Sút Thá Má là một trụ trì của một cái khu già Lam Amba Na Các Quát Na Ca do ông thánh cư sĩ Chích Tá Dân Cúng. Vị tăng sĩ này vì cái lòng ganh tị với vị khách vốn là đại đệ tử của Đức Phật từ xa đến viếng, vì vị này được nhiều thiện tín kính mộ. Thầy lăng mạ ông cư sĩ và cố tình gây khó dễ cho ông trong cái việc hộ độ các vị khách tăng. Khi Đức Phật biết cái sự việc trên đã khuyên thầy nên sám hối, không nên ích kỷ và có nhiều tham vọng, không nên chấp điều gì là ta và của ta. Vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên. Dạ, thưa hết. Dạ,
Kính mời vị thiện tín nào chưa đọc, mong rằng quý vị nên vào tham gia để cho có phước. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con xin mời anh Phan Liêm. Dạ, kính mời anh Phan Liêm. Dạ, sa thú chị Lạc Lê. Dạ, con kính đọc bài số 72. Dạ, quá đề quá á na tha giá nhát tăng ba lát xá chà giá tí hành tí ba lát xá xúc khăn sau tăng khúc xú súc căng xăng mút thá ma sa quý ma tá dân già quá đề quá an nát tha giá nhát tăng bà lát xá chà giá tí hàn tí bà lát xá súc khăn căng xăng mút tha má xá quý bà tá dân tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: tại quê lú quá ná một lần nọ, Đức Phật đã nhắc đến một ngạ quỷ có hình dạng bị những chiếc búa liên tục đập lên đầu. Nguyên nhân trong quá khứ của ngạ quỷ ấy là một người học trò vì ham danh lợi mà theo học nghề thiện xạ bắn những viên sỏi. Nhưng sử dụng sai lạc tài nghệ của mình, bắn hòn đá trúng một vị Phật độc giác chết ngay tại chỗ. Do nghiệp bất thiện ấy, anh tái sanh làm ngạ quỷ, phải chịu khổ đau trong thời gian dài. Nhắc đến tài nghệ trong quá khứ của anh, Đức Phật ghi nhận rằng, phàm là người ngu mà được học nghề thiện xảo hoặc của tiền quyền chức thì họ tự làm sụp đổ, tự hại lấy bản thân như thế. Và công nhân đã đọc bài xong. Dạ, còn dạ kính mời chị Trần Đạo, mời ship Trạng Đông nha. Dạ, mời quý vị nha. Có quý vị nào dạ không được tiếp, mời cô nha. Dạ, vậy Rạng Đông xin chọn câu số 73, nhà Sít Sài Gòn mưa nắng, Boss Bay Nhung. Dạ, con kính tri ân sư đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Câu 73. Á sang tăng pha quá ná mít chay giá, phú rách kha rành chá viết hú xuống. A wa se su cha is sa ri yang pu cha pa ra ku le su cha a sang tang pha wa na mit che ya na mit che ya pu ra kha ran cha vik hu su a wa se su cha is sa ri yang pu cha pa ra ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc duyên sự, câu số 73. Một duyên sự nói về vị tăng sĩ Suốt Thâm Má, là trụ trì của khu Già Lam,
Ambana Kawana do ông thánh cư sĩ Chích Tá dân cúng. Vị tăng sĩ này vì lòng ganh tị với vị khách vốn là đại đệ tử của Đức Phật từ xa đến giếng, vì vị này được nhiều thiện tín kính mộ. Thầy lăng mạ ông cư sĩ và cố tình gây khó dễ cho ông trong việc hộ độ các vị khách tăng. Khi Đức Phật biết sự việc trên, đã khuyên thầy nên sám hối, không nên nghĩ và có nhiều tham vọng, không nên chấp điều gì là ta và của ta. Vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên. Dạ thưa, bài duyên sự đến đây đã chấm dứt. Kính cảm ơn xứ Sài Gòn mưa nắng. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sao Thầy Giá. Cùng kính đảnh lễ thường tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tiểu Đức, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn Đức Tăng. Xin lễ với bà với cô tôi mở kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 72 ạ. Cha qua đi qua Anathaya nắp tăng bà lá xá cha giá tí hằng tí bà lá xá số khăn xăng mút thá mất xá ý bà ta dằn tự nó chịu bất hạnh. Khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại Rê Lú Văn Á, một lần nọ Đức Phật đã nhắc đến một ngạ quỷ có hình dạng bị những chiếc búa liên tục đập lên đầu. Nguyên nhân trong quá khứ của ngạ quỷ ấy là một người học trò vì ham danh lợi mà theo học nghề thiện xạ, bắn những viên sỏi nhưng sử dụng sai lạc tài nghệ của mình, bắn hòn đá trúng một vị Phật độc giác chết ngay tại chỗ. Do nghiệp bất thiện ấy, anh tái sanh làm ngạ quỷ, phải chịu khổ đau trong thời gian dài. Nhắc đến tài nghệ trong quá khứ của anh, Đức Phật ghi nhận rằng phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của tiền quyền chức thì họ tự làm sụp đổ, tự hại lấy bản thân như thế. Dạ cảm ơn chị Long đã bốt bài ạ. Dạ con xin lễ mít lễ cho đạo tràng. Dạ, sa thú chị Trần Đạo. Dạ, Mai Kim có ông bài không? Dạ, cho xin một tín hiệu. Cảm ơn, mời Ái Kim. Dạ. À, dạ, rồi. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Đại Đức Tịnh Đạt thúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ. Dạ chắc hết Phật tử ô lên ôn bài rồi. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ con kính dân bích in sư. Thú xa thú lành thai. Dạ một lần nữa xin được tán thán cái nhiệt huyết ôn bài của các vị. Tuy rằng hôm nay lớp học của chúng ta hơi vắng nên các vị cũng nỗ lực ôn bài để cho kết thúc cái buổi ôn tập này. Tuy nhiên thì nếu nói theo cái tích cực hơn thì ít người giơ tay thì mình có nhiều cái cơ hội để mà đọc bài, mà nhiều cơ hội đọc bài thì mình lại nhớ nhiều hơn. Thưa quý vị rằng ở đâu cũng vậy, lớp học tiếp hay là lớp học ở trên mạng, nếu mà được cơ hội để mà mình phát biểu thì hãy tranh thủ, bởi vì đó là những cái lúc mà chúng ta quan tâm
đến cái bài học nhiều nhất. Chúng ta có cái sự suy tư về bài học nhiều nhất. Đó là xem như là cái cơ hội mà mình phải giành lấy. Đối với những cái lớp học trực tiếp hay là những cái lớp học trực tiếp đó thì nếu mà mình thụ động đó, thì cái vị đứng lớp có thể dùng cái nhiều cách để mà mời hay là hỏi giao lưu trực tiếp để mà tạo không khí cho cái lớp học đó, mọi người ai cũng sẽ được tiếp thu. Còn đối với cái lớp trực tuyến thì mình khó có thể làm điều đó được, bởi vì mình không biết các quý vị có đủ cái điều kiện để mà cầm mic hay là mạng có được ổn định hay không, hay là quý vị có tiện để mà lên để ôn bài hay không. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta tác ý thì những cái lúc mà chúng ta tranh thủ cái thời gian để mà phát biểu đó, tôi biết thì rằng sẽ là cái cơ hội để mình nắm bắt được cái nội dung tốt hơn. Giống như là quý vị những cái tích truyện duyên sự này đó, tóm tắt, tuy là tóm tắt, Tình Đạt có dựa theo cái quyển duyên tóm tắt của Pháp Phạm Kim Khánh dịch, thì trong đó thì cái duyên sự rất là vắt, tầm khoảng 3 đến 4 hàng Tình Đạt phải viết thêm cho nó đầy đủ thông tin để quý vị đọc nó có trước có sau, có nội dung cụ thể. Mà muốn làm được cái việc này thì quý vị rằng Tình Đạt phải đọc lại hết tất cả các cái duyên sự từ đầu cho đến cuối, câu kệ ngôn nào, duyên sự nào Tình Đạt phải đọc lại hết rồi mới tóm tắt rút ra những cái ý nghĩa cốt lõi. Nhiều khi quý vị thấy có những cái văn tự á, Tình Đạt rút ra mà viết thành cái lời văn nói nhiều hơn là cái văn viết nha. Thì quý vị cũng thông cảm cho, tại vì làm sao mà đảm bảo cho cái việc tóm tắt xúc tích và cũng như là đầy đủ các cái thông tin cốt lõi. Không có thông tin bên lề mà chỉ xoáy sâu vào cái nội dung chính. Mà nếu mà cô động quá thì quý vị lại không có, nếu mà quý vị không có từng mà cái duyên sự này đó thì khó thể nào nắm bắt được. Thì Tịnh Đạt nghĩ rằng những cái duyên sự tóm tắt mà chúng ta ôn tập này đó thì cũng một phần nào đó gợi nhớ những cái câu chuyện duyên sự mà chúng ta đã từng học. Qua những cái tóm tắt này, qua những cái nội dung cốt lõi này, thì kết hợp với việc mà chúng ta đọc cái bản chánh kinh bằng Pali, bằng tiếng Việt, thì bảo đảm tới quý vị rằng chúng ta sẽ có cái nhìn, chúng ta sẽ có cái hiểu rõ hơn, rộng hơn trước ta chưa từng đọc cái duyên sự. Bởi vì Tịnh Đạt có trình bày trong cái câu mà kệ ngôn pháp cú chánh kinh á, thì chỉ liệt kê ghi nhận lại là những câu kệ ngôn bằng Pali 423 câu và được chuyển ngữ sang các ngôn ngữ khác, trong đó có bản dịch nghĩa tiếng Việt của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì nếu mà dựa theo cái bản chánh kinh này không, thưa quý vị rằng chúng ta rất là khó để mà nắm bắt các cái ý nghĩa. Bởi vì thứ nhất đó là thơ văn thì nó cô động. Cái thứ hai là chuyển ngữ thì ít nhiều nó cũng không có tải hết các cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ Pali. Cho nên có những cái lớp học như là lớp học về Pháp Cú Kinh, các vị giảng sư sẽ giảng rộng ra trong chú giải, trong cái từ ngữ đó, trong ngữ cảnh đó, rồi cái nguyên nhân nào dẫn đến cái câu chuyện, cái lời nói này, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là
rõ, rất là rộng, bao quát. Dạ, thưa quý vị rằng là hôm nay thật là quý vị cũng cô Đặng Ngọc Lê, cô Trần Đạo, các vị rất là cố gắng để mà hoàn thành nốt cái bài học ngày hôm nay. Quý vị hôm nay đọc được nhiều hơn, đọc được nhiều lần hơn, đọc được nhiều cái ý nghĩa hơn, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ có được nhiều cái nội dung tích góp hơn những cái ngày hôm khác. Tuy nhiên thì cũng hơi hơi mệt, nhưng mà mệt trong cái đọc Phật ngôn thì cũng rất là xứng đáng thưa quý vị. Thì tình đài xin được kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần này ở tại đây. Và tuần sau thì thưa quý vị rằng là chúng ta sẽ tiếp tục ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập qua cái phẩm kế tiếp, phẩm thứ 6. Chúng ta sẽ ôn tập phẩm thứ 6 là Panditavaka, phẩm hiền trí. Dạ, phẩm hiền trí. Thì chúng ta sẽ ôn tập là câu số 76, câu số 77 và câu số 78 liên quan đến ba cái tích truyện Đại Đức Ratha, một vị Asacipuna Asuka, vị Ác Tăng, và Chana, Đại Đức Sanat. Chúng ta sẽ ôn tập ba câu kệ ngôn này một lần nữa là số 76, 77 và 78. Mong các vị chúng ta hoan hỷ tham gia cho cái buổi học ôn tập ngày tuần tới. Và bây giờ thì xin được kết thúc cái buổi ôn tập này. Phần phước phát sanh, xin nguyện cầu gia hộ đến chư tăng và tất cả quý vị Phật tử luôn luôn được sự an vui trong đời sống và thành tựu những ước nguyện của bản thân mình, sớm thành đạo, thành chứng được đạo quả niết bàn, không còn phải chịu luân hồi sinh tử nữa. Và cũng xin nguyện cho chư thiên mong có càng quan hỷ với những cái phước lành mà chúng con đã tạo đây, mong các ngài quan hỷ tùy hỷ phước báo và hộ trì cho chư Phật tử đều được sự an lành, và quan trọng nhất đó là gìn giữ được giáo pháp được lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm quý vị trở lại với diễn đàn để vâng trở lại với diễn đàn để hồi hướng kết thúc ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sankhana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin
ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bi kha vô sa ra mi ca đa na ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sappa na pu ta su khi ta pa văn tu te dạ la bu cha ye pi cha an đa tâm pa hoa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hoa rằng ba tít cha te sắp đề pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ya la sang khô hô tu sa mắc vô hoa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc tham mô Sắp bê pi tham ma cha ri no Vut thim sam pa phu ne ya ma Tham ma ri ya pa we ri te Dạ chúng con kính tri ân chư đại đức tăng Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe Pháp Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin submit.